Thưa quý vị, không gian mạng và đi liền với nó là các thiết bị thông minh ngày càng phổ biến, đã làm cho xã hội thông tin và kinh tế tri thức của đất nước ta ngày càng phát triển. Tuy nhiên, không gian mạng cũng đang bị các thế lực xấu lợi dụng, đem đến nhiều nguy cơ thách thức trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và an ninh quốc gia. Hiện nay thì công tác đấu tranh với các luận điệu sai trái thù địch, xâm hại quyền lợi quốc gia dân tộc, xâm hại quốc phòng an ninh trên không gian mạng đang là một trong những nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Thực tế cho thấy, do sự lan tỏa nhanh chóng của thông tin trên mạng xã hội, trong khi khả năng kiểm chứng và kiểm soát còn hạn chế, rất nhiều thông tin xấu độc, thông tin giả trên mạng đã tác động tiêu cực đến tư tưởng, tình cảm, tâm lý của quần chúng nhân dân, gây trở ngại cho việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, gây bất ổn chính trị xã hội. Thậm chí các thế lực thù địch phản động còn lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo, kích động người dân tiến hành các hoạt động nhằm làm suy yếu, tiến tới lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn những tư tưởng sai trái thù địch trên mạng xã hội đang là một nhiệm vụ hết sức cấp bách. Tình trạng tràn lan thông tin xấu độc trên Internet cũng chính là trăn trở của cử tri Đà Nẵng, đã nhiều lần kiến nghị đến các cấp lãnh đạo thành phố và trung ương thông qua các buổi tiếp xúc cử tri. Kiên quyết hơn, xử lý mạnh hơn đối với các loại tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia, đến sự bình yên của nhân dân, như thông tin sai sự thật, bôi đen xã hội, nói xấu cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sản xuất, tiêu thụ hàng giả, quảng cáo sai sự thật, xem thường kỷ cương phép nước, ngang nhiên chống người thi hành công vụ. Chúng ta cũng phải có những cái biện pháp với các cái nhà mạng lớn của thế giới để chúng ta kiểm soát. Chứ còn về cơ bản, những cái thông tin mà xuất phát từ trong nội địa thì đều được các lực lượng chức năng, kể cả như ở Đà Nẵng chúng ta, phát hiện, bóc gỡ và xử lý. Vừa qua một số các cái vụ án và một số các cái đối tượng thì cũng đã được phát hiện rồi xử lý, đưa ra xét xử trước pháp luật ở các cái đối tượng mà ở trong nội địa và ở thành phố. Mới đây, thông tin tại họp báo về kết quả kiểm tra toàn diện TikTok tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ ra nhiều sai phạm của nền tảng này, đồng thời khẳng định không chỉ TikTok, Google hay bất kỳ nền tảng xuyên biên giới nào không tuân thủ pháp luật Việt Nam, không phối hợp hoạt động theo các quy định pháp luật thì sẽ không được chào đón, được tạo điều kiện hoạt động tại Việt Nam. Liên quan đến việc các nền tảng xuyên biên giới tiếp tay cho quảng cáo bất hợp pháp như tình trạng Google Maps gắn vị trí địa điểm nhạy cảm, vi phạm pháp luật như kinh doanh bóng cười, cá độ bóng đá, mại dâm. Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, khi đã có vị trí địa điểm cụ thể, các địa phương, bộ ngành quản lý các lĩnh vực cần kiểm tra và xử lý đối tượng đăng tải. Khi phát hiện địa phương đó phải xử lý cái đối tượng đó thì nó mới là căn cơ, chứ không phải là chúng ta chỉ chặn gỡ. Còn trong trường hợp là những cái nội dung kinh doanh vi phạm đó mà không xử lý được vì ảo danh, vì ẩn danh, thì lúc đó thì Bộ Thông tin Truyền thông khi tiếp nhận những cái phản hồi từ phía các bộ ngành và các địa phương thì sẽ yêu cầu Google là xóa những cái địa danh mà nó vi phạm pháp luật như vậy. Tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương 8 mới đây, đánh giá về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ta cũng nhận diện khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, tạo ra những biến đổi trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên một số vùng chiến lược, địa bàn trọng điểm và trong một số nhóm đối tượng còn tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước sẽ còn câu kết với nhau, tăng cường các hoạt động diễn biến hòa bình, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang với âm mưu thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi, công khai và trực diện hơn. Bối cảnh tình hình mới đòi hỏi Đảng ta phải ban hành và tổ chức thực hiện thật tốt nghị quyết mới của Trung ương về nhiệm vụ chiến lược đặc biệt quan trọng này. Chú trọng bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc, của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi, tập trung ưu tiên thực hiện thắng lợi đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt và phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên. Phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết kiên trì
chủ động tạo lập thời cơ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để xây dựng phát triển đất nước. Thực tế cho thấy không gian mạng đã, đang và sẽ là nơi mà các thế lực thù địch tìm mọi cách lợi dụng vào các hoạt động chống phá đảng, nhà nước ta. Hiện nay số lượng người dân Việt Nam được tiếp cận sử dụng Internet ngày càng nhiều. Nhưng kiến thức, kỹ năng về tự bảo vệ bản thân trên không gian mạng của mỗi bộ phận không nhỏ người dân vẫn còn hạn chế. Để mỗi người dân có thể miễn dịch với các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của kẻ địch, và cao hơn là trở thành hạt nhân đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. Bên cạnh tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền của đảng, nhà nước, thì chính mỗi cá nhân cũng cần tự trang bị kiến thức, chọn lọc thông tin, để từ đó nhận thức rõ âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng của các thế lực thù địch.